Ở thời đại 4.0 như hiện nay thì cái chiếc điện thoại của chúng mình đã trở thành một cái vật bất ly thân với nhiều người. Và đương nhiên ý, là để phát huy hết được chức năng của chiếc điện thoại thì ta phải dùng đến mạng 4G này hoặc là Wi-Fi chứ nhở. Không phải nói thì ai cũng biết là Wi-Fi nó khỏe và dùng thích hơn mạng di động rất là nhiều luôn. Và bạn thân mến, có Wi-Fi thì tất nhiên là phải đặt mật khẩu Wi-Fi để tránh bị câu trộm, khiến cho mạng kém đi phải không nào? Nên là đặt mật khẩu ra sao sẽ giúp bảo mật tốt hơn, nhưng đôi khi nó cũng sẽ dẫn đến những tình huống hài hước vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng mình đi khám phá về những cái mật khẩu Wi-Fi bá đạo nhất ở Việt Nam luôn bạn nhé. 10 mật khẩu Wi-Fi bá đạo và hài hước nhất Việt Nam. Hỏi làm gì? Hãy tưởng tượng xem khi bạn hỏi ai đó mật khẩu Wi-Fi ở nơi bạn đang đứng là gì mà người ta lại trả lời luôn là hỏi làm gì? Bạn sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Đương nhiên là vừa tức cái lồng ngực đến gần chết luôn phải không nào? Nhưng nếu thật sự bạn rơi vào tình huống xin Wi-Fi như vậy thì cũng rất có thể đó chỉ là một trò đùa của người cài mật khẩu thôi. Câu hỏi làm gì nghe không hề chơi chữ nhưng mà lại chơi chữ không tưởng này sẽ khiến người xin mật khẩu bị lú hết chỗ nói luôn. Mình đi hỏi mật khẩu, người ta đã không cho thì thôi, mà còn đi hỏi lại mình cái câu khó thế thì thật sự là xin mật khẩu Wi-Fi để vào Facebook tìm ảnh mấy em chân dài chứ còn làm gì nữa. Nhưng nếu có thể trước khi quạo với đối phương thì hãy thử nhập cái dòng chữ hỏi làm gì vào cái phần mật khẩu xem sao, biết đâu nó lại đúng thì sao nhở? Không có mật khẩu. Tiếp tục cái series những mật khẩu gây khó chịu, tức tối, bực của nhà bà bội thì ngày hôm nay chính là câu nói cửa miệng của khá nhiều người. Đó là dòng chữ ngắn gọn xúc tích, không có mật khẩu. Có thể các bạn chưa biết, trong 1001 cách muốn ăn đòn, cách dễ nhất chính là trả lời câu em không biết hay câu không có mật khẩu khi được ai đó hỏi về mật khẩu Wi-Fi nhà bạn. Ngay giây phút bạn thốt ra câu nói ấy, bạn sẽ có nguy cơ cao bị tặng một chiếc dép tông Lào chó nhai không đứt vào miệng vì rõ rành rành là bên cạnh cái tên Wi-Fi nó có cái ký hiệu ổ khóa to lù lù thế kia mà dám bảo là không có mật khẩu cơ à. À, chắc là lại định chơi cái trò chôn đặt mật khẩu Wi-Fi là không có mật khẩu đúng không? Nhưng nếu có đặt thì chỉ nên chôn bạn bè hay là mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình thôi nha. Chứ nói với người lớn mà chỉ nói mỗi cái từ không có mật khẩu ra, không biết mẹ các bạn như nào chứ mẹ mình mà nghe thấy là thôi chỉ có vả cho mấy cái vào mồm thôi. Bị cắt mạng rồi. Và nếu bạn là một người không thích bị hiểu nhầm hay nói là keyboard thì đừng bao giờ đặt mật khẩu Wi-Fi nhà mình là bị cắt mạng rồi nhá. Vì chắc chắn chiếc mật khẩu này sẽ đem lại cho bạn rất nhiều tình huống dở khóc dở cười luôn. Và ở trong cuộc sống này sẽ có những người luôn hài hước, lầy lội đến mức là người ta không phân biệt được đâu là lúc nào người ta nói thật và đâu là lúc đang nói đùa. Và có đôi khi cái sự vui tính đó còn được đưa vào cả mật khẩu Wi-Fi. Và tất nhiên nó cũng chưa bao giờ làm những người chơi hệ lầy thất vọng. Nổi bật nhất chính là chiếc mật khẩu bị cắt mạng rồi. Mình dám chắc là rất nhiều người sẽ bị đánh lừa bởi nó và cho rằng chủ nhân chiếc Wi-Fi đang keyboard không muốn cho mình dùng ké hoặc là cố tình nói dối vì bảo là bị cắt mạng rồi mà vẫn thấy năm phải Wi-Fi căng đét đèn đẹp trước mắt là sao nhở? Là một cú lừa chứ làm sao nữa. Hãy cứ nhập nguyên cái dòng chữ bị cắt mạng rồi vào và dùng Wi-Fi thỏa con gà mái luôn nhé. Quên mất rồi. Lại một chiếc mật khẩu khác khiến cho người ta dễ dàng trở thành người chơi hệ keyboard nữa. Đó chính là quên mất rồi. Quên mất rồi sẽ khiến người nghe tưởng như là chủ nhân Wi-Fi bảo quên mất mật khẩu rồi, dẫn đến cái sự cục xúc không hề nhẹ và một bụng tâm tư đầy ở mức đấy là đến cái mật khẩu Wi-Fi mà cũng quên được á. Hay lại nghĩ theo kiểu chắc không muốn cho mình dùng ké nên kiểu bảo thế gì. Khoan khoan, đừng có vội nghĩ vậy mà tội cho người ta nhá. Người ta chỉ đang trêu đùa bạn một chút mà thôi. Mật khẩu đúng vẫn là quên mất rồi và không ai ở đây quên mật khẩu cả. Chỉ là muốn tạo ra một pha gây cười đi vào lòng đất thôi. Kể ra mà ai bị chôn thế xong lúc biết được sự thật cũng gọi là tức cái lòng ngực ra phết đấy nhở. Mật khẩu Wi-Fi giải hóa. Như đã nói rất nhiều lần thì con người có thể tha hóa nhưng hóa sẽ chả bao giờ tha cho ta. Mà cụ thể ở đây chính là môn hóa anh em ạ. Sau đây sẽ là chuyên mục học sinh giỏi hóa đặt pass Wi-Fi với một đề bài khiến nhiều người phải điêu đứng. Và cụ thể là như sau. Anh CU là một người đàn ông yếu đuối, còn em là SO. Cuộc tình chúng mình đẹp toàn màu xanh là CUSO4, còn người thứ ba là FE. Nó đã đẩy anh ra khỏi em và cuộc tình màu xanh của chúng ta nhạt dần. Anh chỉ đứng ngoài nhìn em bên người khác. Khi anh cố gắng giành lại em thì anh không thể vì anh không bằng nó. Mật khẩu Wi-Fi là kết quả cuối cùng của phản ứng. Nghe xong cái đề bài dài cả cây số như này thì phải nói thật là từ lúc mình mặc cái áo mới này ra mình chưa bao giờ thấy cái việc xin pass Wi-Fi nó lại khó đến thế. Chả khác gì thách thức hội có thù với môn hóa như mình cả. Nhưng mà cái mật khẩu này nó còn làm khó luôn cả người giỏi hóa nữa cơ. Một siêu cao thủ môn hóa cho biết là sau 77-49 bước giải các đề bài và chuỗi các phương trình hóa học liên quan đến kết quả cuối cùng ấy thì nó là không phản ứng. Và chắc sẽ nhiều người hí hửng kiểu nghĩ mật khẩu là không phản ứng này hay là không tác dụng đúng không nào. Nhưng không đâu nhá, tất cả chỉ là một cú lừa. Bởi thực chất cái mật khẩu đã nằm ngay trong dòng cuối cùng của đề bài. Nó chính là kết quả cuối cùng của phản ứng.
Nói thật thì mình mà gặp trường hợp này thì chỉ có bật 4G lên dùng cho nhanh chứ giờ này còn nhớ gì đâu mà giải với trả hóa nữa. Còn các bạn thì như nào nhỉ? Nếu bạn cũng không giải được cái đề hóa này giống như mình thì hãy ấn ngay phần nút like để cho mình biết nhé. Mật khẩu Wi-Fi giải toán. Đừng nghĩ rằng cái chiếc mật khẩu Wi-Fi với đề bài đến từ vị trí hóa học vừa rồi đó là cái thứ hack não nhất. Ngay sau đây các bạn sẽ phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa với chiếc pass Wi-Fi đến từ môn học mà còn môn hóa phải gọi bằng bố. Đó chính là ác mộng mang tên toán. Tại một trường học ở Hưng Yên, thầy hiệu trưởng đã kích thích trí thông minh và sự sáng tạo cho học sinh của mình bằng một chiếc pass Wi-Fi mà người ta hay mệnh danh, đó là chỉ có trong truyền thuyết qua một bài toán. Và cụ thể cái đề bài nó nằm ở trên màn hình nha quý vị. Hãy tha thứ cho người admin bị dính lời nguyền rốt toán nhìn đề bài đã muốn xỉu này chứ đừng nói đến đọc. Và đây là cái đáp án dài như vạn lý trưởng thành của một học sinh siêu cao thủ ăn đu đủ giải cả tiếng mới ra. Nhưng có một tin buồn là cái mật khẩu này chỉ có hiệu lực trong vòng một ngày mà thôi. Bởi vì mỗi ngày, cùng khung giờ thầy sẽ lại dán một đề bài mới ở bảng tin, khiến cho các học trò xỉu áp xỉu đao luôn. Ban đầu thì còn nhiều bạn háo hức giải bài lắm thôi, nhưng sau một thời gian ai cũng nản vì cảm thấy quá chi là khó. Mà khó quá thì mình bỏ qua và ngậm ngùi dùng 4G chứ kêu than cái gì nữa. Yêu thì cho. Eo ơi, từ nãy đến giờ toàn toán với hóa nhìn mà mệt mỏi thật sự luôn ấy. Bây giờ sẽ chuyển sang một chiếc mật khẩu Wi-Fi thả thính cho vui nhà vui cửa nhá. Nếu bạn là một người ế lâu năm, ế thâm niên, ế không còn chỗ nào nói khi mà đi hỏi mật khẩu Wi-Fi nhà người ta ấy, người ta lại trả lời kiểu yêu thì cho thì bạn sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Yêu thì cho. Đừng có vội ảo tưởng sức mạnh nha, vì rất có thể cái câu yêu thì cho đó không phải là một câu thả thính hay là tán tỉnh gì cả, mà nó chính là mật khẩu Wi-Fi mà bạn đang tìm kiếm đấy. Có những người đã nghĩ ra cách cài mật khẩu tinh nghịch như thế này để làm hoang mang dư luận hay là gây nên một sự hiểu nhầm hài hước khi có ai đó hỏi pass Wi-Fi mà thôi. Eo ơi, nhưng mình cá là sẽ rất nhiều người bị lừa bởi cái mật khẩu này luôn đấy. Đang ế mà nói câu đấy, người ta lại chả gật đầu không trượt phát nào à? Tự nhiên lôi những con tim cô đơn yếu đuối ra mà trêu đùa như thế này là không hề được đâu nhá. Và tiếp theo sẽ là một chiếc mật khẩu mà các thánh cày phim không nên bỏ lỡ đâu đấy. Hoàn Châu Cách Cách. Có ai đã xem cái bộ phim cổ trang kinh điển hot hòn hòn Hoàn Châu Cách Cách chưa nhỉ? Ai mà xem rồi thì hãy bình luận ngay xuống phía bên dưới nhé. Với cái tâm lý mê phim đến chết đi sống lại, mình cũng thấy khá là vui khi thấy cái pass Wi-Fi là Hoàn Châu Cách Cách, cho đến khi thử nhập nó vào điện thoại thì hết vui luôn. Vì sao lại hết vui ư? Bởi vì thử nhập cái mật khẩu theo 9981 cách mà vẫn chả đúng tí nào. Nào là Hoàn Châu Cách Cách viết liền không dấu này, Hoàn Châu Cách Cách viết đủ dấu đủ má rồi này, rồi Hoàn Châu Cách Cách viết hoa hay là Hoàn Châu Cách Cách viết thường, vân vân mà vẫn chả được một cái nào luôn. Hỏi lại cái thằng đặt mật khẩu thì nó bảo là mật khẩu chỉ là hai cái chữ Hoàn Châu viết liền rồi ấn thêm hai dấu cách là xong. Thầy có tức không ấy chứ? Mình thì cứ cố nhập đủ chữ kiểu từ đơn giản đến phức tạp thì hóa ra cái mật khẩu còn đơn giản vượt cả sức tưởng tượng của mình luôn. Chắc cái anh nào đặt mật khẩu lười viết lắm đây này, có hai chữ Cách Cách mà cũng không viết nốt ra. Ta nói xin được cái pass Wi-Fi dùng ké mà mệt hơn cả xem Tôn Ngộ Không thay đổi 72 phép biến hóa là đúng này, có thật luôn ấy. Từ 0 đến 9, ngay bây giờ hãy đến với một chiếc mật khẩu Wi-Fi khác tưởng không khó nhưng đến khi nhập vào nó lại khó không tưởng luôn. Hãy tưởng tượng, bây giờ bạn đang làm ở một nơi như là một quán ăn, nhà con bạn thân hay một nơi nào đó bạn không biết mật khẩu Wi-Fi mà đi hỏi, người ta bảo là từ 0 đến 9 thì bạn sẽ nhập như thế nào nhỉ? Hãy bình luận xuống đây cái cách mà bạn sẽ nhập nhé. Có nhiều người nghĩ ngay kiểu game là dễ này, nhập một dãy số là từ 0 đến 9 luôn là ok con dê rồi. Nhưng cứ nhập như thế thì đến đời Tống cũng không được đâu nha. Mà mật khẩu chính xác phải là cái dòng chữ từ 0 đến 9 viết liền không dấu như này cơ. Chả biết ai nghĩ ra cái mật khẩu này mà hack não thật sự luôn ấy. Gặp ai mà quạo quạo là kiểu gì cũng gọi là cãi nhau to luôn. Bạn đã bao giờ gặp phải một cái mật khẩu Wi-Fi nào gây lú như thế này chưa nhỉ? Hãy comment ngay cái mật khẩu Wi-Fi bá đạo nhất mà bạn từng gặp xuống phía bên dưới nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nếu đã đặt mật khẩu kiểu chơi chữ chán rồi thì bạn có thể thử sang chơi số. Phải công nhận là rất nhiều người, bao gồm cả mình thì vẫn thường quen với cái việc cứ đặt mật khẩu là auto đặt những con số đơn giản như kiểu ngày tháng năm sinh của mình này, của người thân trong nhà hoặc là một cái con số mà có ý nghĩa nào đó với bản thân. Và cũng có những người còn đặt mật khẩu theo kiểu trên cả đơn giản nữa luôn, chỉ là một dãy số nối tiếp nhau như kiểu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thôi. Tuy nhiên, những cái con số đơn giản này đã được trí tưởng tượng của giới trẻ Việt Nam nâng lên một tầm cao mới mà ít ai có thể ngờ tới. Ví dụ như khi bạn xin pass Wi-Fi nhà người ta lại đọc cho bạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nhưng nhập dãy số này cả tỷ lần cũng trả ra. Thì rất có thể mật khẩu chính xác không phải là một số 2, số 4 hay là số 78 gì đó viết ra,
Dãy số mang tính chất cú lừa này còn có thể biến hóa thành cái pass wifi tưởng đơn giản mà lại rất phức tạp khiến ít ai lường trước được. Đấy chính là dòng chữ 123456778 viết liền và không giống nữa cơ. Cho nên đi xin pass wifi là phải thực sự tỉnh luôn các bạn nhé. Và vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về những cái mật khẩu wifi bá đạo và hài hước nhất. Bạn cảm thấy cái mật khẩu nào là ấn tượng nhất? Hãy bình chọn ngay xuống phía bên dưới nhé. Hello. Và sau đây sẽ là chuyên mục bạn hỏi khám phá đôi đây trả lời ở trong video 10 trò chơi nghịch ngu kỳ lạ quái đản và khó hiểu nhất. Bình luận của bạn Yên Phú: em xin lỗi em xem em quên bình luận. Bạn này thì xem nhiều nhưng mà hay quên bình luận này, hay bảo như thế mà chị lắm. Bình luận của bạn Quần Què: từ mình đang chơi game mà mất mạng mà thấy tức thế mới đen. Nói chung đang chơi game mà mất mạng thì ai cũng tức luôn chứ không phải bình thường nữa. Hoặc là kiểu đang chơi game mà bị ai vào phá ấy, chọc tức ấy, thì đúng là không còn gì để nói luôn. Bình luận của bạn Long Hải Huỳnh: em bị mẹ ganh vì điểm thấp nè, lo chơi game không chịu học bài, điểm 3 điểm hu hu. Thì là do em mãi chơi game không lo học đấy. Chứ còn nếu mà em tập trung học này và cái thời gian rảnh mình tập trung chơi game thì cũng không có vấn đề gì cả. Mình đảm bảo điều giữa việc là mình vẫn được giải trí, nhưng cái kết quả học tập vẫn tốt thì chị nghĩ là mẹ sẽ không mà phản đối em chơi game cả. Bình luận của bạn Boy Cute TV: chơi net suýt đấm mẹ. Eo ơi, em manh động kiểu gì thì manh động chứ đừng có làm như thế này nha, là toang luôn em nhá. Thứ nhất, làm như vậy thì kiểu gì cũng ăn một trận đòn tơi bời. Và cái thứ hai, cái tội nặng hơn nữa, đấy là cái tội bất hiếu. Con lại đi làm như vậy với mẹ là sai rồi. Bình luận của bạn Huynh Trần: đúng là ngu thì chết, khôn thì sống. Nói chung là chúng ta nghịch thì nó cũng ở một cái mức giới hạn nào thôi, chứ nghịch những trò nó nguy hiểm quá thì chúng ta sẽ phải chịu những cái hậu quả. Nên là chúng ta tém tém lại nhá. Bình luận của Trang Đặng: em từng trêu chó. Nói chung là mình thấy mấy bạn comment ở dưới video ấy, nói chung mấy cái trò kiểu chọc chó hay trêu chó là nhiều bạn chơi lắm luôn ấy.